Trước tình trạng rác thải gây ô nhiễm nguồn nước, làm tắc nghẽn dòng chảy và giảm khả năng tiêu thoát nước của nhiều tuyến kênh, rạch trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với các hành vi xả rác bừa bãi xuống kênh, rạch theo quy định. Thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận 1, 4, 5, 6, 7 và 8 tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình sinh sống trên, ven kênh, rạch thực hiện việc chuyển giao chất thải rắn cho các đơn vị thu gom và đóng phí vệ sinh đầy đủ theo quy định. Rà soát thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn đến từng hộ gia đình sinh sống trên và ven kênh rạch sao cho phù hợp, bảo đảm chất thải rắn được thu gom triệt để, không để người dân xả thải xuống kênh rạch. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với các hành vi xả thải bừa bãi xuống các kênh rạch theo quy định. Cùng với đó là tiếp tục triển khai công tác vớt lục bình trên và ven kênh đôi, kênh tàu hủ, kênh tẻ và kênh bến nghé.